biển xanh sông Vô, tuổi xuân miền Đông không quên thành phố mang tên Bác Hồ. Xưa trẻ miền Đông vững bước đi lên tiếp bước trong thắp lửa truyền thống. Xưa trẻ miền Đông xây dựng quê hương giữ nước yêu thương xứng danh thế hệ Hồ Chí Minh. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Kết nối Đông Nam Bộ. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Tây Ninh phối hợp thực hiện, phát sóng vào Chủ nhật hàng tuần trên kênh sóng của các đài. Hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương rất vui và tự hào là đơn vị kết nối Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận và Đồng Nai mang đến cho quý vị chương trình Kết nối Đông Nam Bộ tuần thứ 3 của tháng 8 năm 2019, đúng dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2019. Kính thưa quý vị, Cách mạng mùa thu tháng 8 năm 1945 là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Hòa cùng cả nước, sáng ngày 25 tháng 8 năm 1945, tại nhà Việt Làng Phú Cường, quận Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một đã diễn ra cuộc meeting và tuần hành chào mừng chính quyền cách mạng và thành công của cuộc tổng khởi nghĩa trong tỉnh. Vận dụng những bài học kinh nghiệm quý từ Cách mạng tháng 8, Thủ Dầu Một Bình Dương hôm nay đã viết tiếp trang sử truyền thống vẻ vang với những thành quả đột phá về kinh tế, văn hóa, xã hội. Mùa thu năm 1945, cục diện chiến tranh thế giới thứ hai đang hoàn toàn có lợi cho cách mạng Việt Nam, cho công cuộc giành độc lập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Nắm bắt thời cơ ngàn năm có một do tình hình trong nước và thế giới đem lại, tại hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào tháng 8 năm 1945 khẳng định, cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới và quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân đồng minh vào Đông Dương. 23 giờ ngày 13 tháng 8 năm 1945, Ủy ban khởi nghĩa ra quân lệnh số 1 hiệu triệu toàn dân tổng khởi nghĩa. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Quốc dân Đại hội Tân Trào được triệu tập để các đại biểu kịp đưa lệnh khởi nghĩa về các địa phương. Đại hội đã thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng Trung ương, tức Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa, trong đó chỉ rõ, giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam. Ngày 19 tháng 8, khởi nghĩa giành lấy chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23 tháng 8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế. Ngày 25 tháng 8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn, Gia Định và các tỉnh miền Nam. Lãnh đạo Việt Minh xã đó thì như vậy là cũng có nhấn mạnh cái việc là cái việc mà tổng khởi nghĩa để mà giành độc lập cho cả nước, độc lập hoàn toàn đó, không có phải lệ thuộc vào nước ngoài nó bị cai trị nữa, thì cái này nó là cái thời cơ có một không hai, cho nên phải quyết tâm để mà làm giành cho bằng được. 7 giờ sáng ngày 25 tháng 8 năm 1945, tại quảng trường trước nhà Việt Làng Phú Cường đã diễn ra cuộc meeting và tuần hành của hơn 5 vạn đồng bào trong tỉnh Thủ Dầu Một. Ông Nguyễn Ngô Giang đã cùng các thanh niên xã An Điền đến nhà Việt Làng Phú Cường từ rất sớm để tham gia meeting ủng hộ mặt trận Việt Minh, đón mừng cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền thành công. Chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, 20 ngày sau thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng bào thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể quốc dân và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã chính thức ra đời. Trong cái bản tuyên ngôn đó, người công bố với thế giới rằng đã khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và cũng công bố với thế giới rằng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa này sẽ được toàn thể nhân dân Việt Nam bảo vệ nó như là bảo vệ giá trị cao quý của cả nhân loại cũng như là của dân tộc Việt Nam. Chúng ta thấy như vậy thì qua cái bản tuyên ngôn độc lập này đó,
thì cái bản tuyên ngôn độc lập của chúng ta nó có một cái vị trí ngang hàng và xứng đáng ngang hàng với hai cái bản tuyên ngôn, một là bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776 và cái bản tuyên ngôn về dân quyền và nhân quyền của Pháp 1791. Sau này thì một số nhà nghiên cứu của các nước ngoài đó, người ta hay nói rằng cái bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam đó như là một bản tuyên ngôn nhân quyền của các dân tộc thuộc địa. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á đã đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mở ra thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh quang vinh. Kính thưa quý vị, kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 thành công, năm nay đúng vào dịp tròn 50 năm cả nước thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Nhiều hội thảo, triển lãm về di chúc Bác đã được các địa phương, đơn vị tổ chức. Tại tỉnh Bình Thuận, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh được thành lập có chức năng gìn giữ, bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong số đó có một bảo vật vô cùng đặc biệt, mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Mỗi ngày, có nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến dâng hương và tham quan tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận. Đối với chị Lê Thị Phương Thảo, thuyết minh viên của bảo tàng, trong suy nghĩ của mình, hành động đang làm không chỉ là công việc, mà hơn cả còn là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng để thông qua đó giúp mọi người hiểu hơn về Bác Hồ, về một bảo vật quốc gia vô cùng quý giá. Đó là bản di chúc của người căn dặn trước lúc đi xa. Thì chúng tôi khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn và giới thiệu khách tham quan đến với bảo tàng thì cũng cố gắng nỗ lực để lồng ghép nội dung của di chúc Bác vào đối với từng đoàn khách, phù hợp từng đối tượng, mọi lứa tuổi để cho du khách đến đây có thể cảm nhận được nội dung cũng như giá trị và ý nghĩa lịch sử của bản di chúc thiêng liêng mà Bác đã để lại cho muôn đời sau. Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố chính thức đến nay đã tròn nửa thế kỷ. 50 năm đã qua. Trong hành trình xây dựng đất nước, những lời nhắn lại trước lúc đi xa của người vẫn còn vẹn nguyên giá trị như ngọn đuốc soi đường cho dân tộc. Là nơi gìn giữ, bảo quản, trưng bày tài liệu hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhận thức được tầm quan trọng, trách nhiệm, đồng thời cũng là niềm vinh dự khi thực hiện nhiệm vụ này. Thời gian qua, đội ngũ nhân viên, cán bộ và ban lãnh đạo của Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận luôn quan tâm việc phát huy giá trị bản di chúc lịch sử nói riêng và cuộc đời sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung cho khách tham quan mỗi khi đến bảo tàng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời căn dặn cuối cùng của một lãnh tụ thiên tài, một nhà cách mạng lỗi lạc có tầm nhìn xa trông rộng. Ở đó, người đã thể hiện cao độ tinh thần trách nhiệm đối với đảng, đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, với thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân. Đến hôm nay, những lời căn dặn đó vẫn đang tiếp tục được lan tỏa sâu rộng để mọi người hiểu và làm theo di nguyện của người. Thưa quý vị, phát huy tinh thần bất khuất của bộ đội Cụ Hồ không chỉ anh dũng trên chiến trường năm xưa, mà trong thời bình hôm nay, những người lính, người cựu chiến binh vẫn từng ngày cần mẫn, tích cực lao động, đóng góp sức mình cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tấm gương cựu chiến binh Phạm Văn Lịch tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai mà chúng tôi muốn giới thiệu ngay sau đây là một điển hình như thế. Khu vườn rộng 4 hectare này được cựu chiến binh Phạm Văn Lịch trồng xen canh cây ăn trái và kết hợp chăn nuôi đàn heo hơn 200 con. Mô hình nông nghiệp này mỗi năm đem lại thu nhập cho gia đình ông hơn 700 triệu đồng, đồng thời giúp tạo công ăn việc làm cho 4 lao động thường xuyên với mức lương 5 triệu rưỡi một tháng. Với thành quả ấy, ít ai biết rằng trước đây, ông từng có hoàn cảnh khó khăn. Ông từng là một chiến sĩ thanh niên xung phong, đóng quân tại Đắk Lắk, Buôn Hồ. Sau đó chuyển qua bộ đội thuộc đơn vị C1, đảo Cồn Cỏ. Năm 1979, ông xuất ngũ trở về quê hương Thừa Thiên Huế. Sau nhiều năm làm lụng vất vả, nhưng kinh tế luôn thiếu trước, hụt sau. Ông quyết định chuyển vào Đồng Nai làm công nhân tại nông trường cao su Cẩm Mỹ. Sau đó, ông khai hoang 2 hectare rẫy và trồng tiêu, cà phê.
Sau nhiều năm canh tác, ông dần rút kinh nghiệm và đưa vườn cây của gia đình ngày càng phát triển. Đến năm 2015, bằng nguồn vốn tích góp của gia đình, ông vay thêm ngân hàng và mua thêm 2 hectare đất. Nhờ học hỏi tiến bộ khoa học kỹ thuật qua sách báo, ông xây dựng mô hình trồng cây ăn trái kết hợp chăn nuôi heo. Sở dĩ mà tôi có ngày hôm nay, trong công việc tôi mày mò và tôi nghiên cứu tài liệu, học hỏi bạn bè, muốn phát triển trồng cái gì ít nhất và cái gì hạ giá thấp nhất là cái đó mình đầu tư vô thì có một thời gian nào đó nó sẽ lên đỉnh lại. Thành công trong sự nghiệp, nhưng ông luôn giữ vững bản chất người lính bộ đội Cụ Hồ. Ông luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng chí, đồng đội và bất cứ ai mong muốn tham quan học tập mô hình phát triển kinh tế của mình. Không chỉ vậy, ông còn tích cực tham gia đóng góp các phong trào do địa phương phát động. Gia đình ông đã đóng góp 40 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn và nhiều khoản đóng góp khác ở địa phương. Cô anh Lịch đây là một hội viên cựu chiến binh của xã Xuân Tây mà của chi hội 10, một hội viên coi làm kinh tế giỏi. Trong những cái mỗi lần mà giao lưu sinh hoạt thì anh rất chia sẻ với đồng chí đồng đội của mình trong cựu chiến binh là những áp dụng những khoa học kỹ thuật là như thế về cái đối với cây bưởi. Nhiều những anh em ở trong hội viên cũng đã học hỏi đến coi nhà anh. Cái phong trào ở địa phương ấy, thì anh ấy thì rất tích cực trong gia đình ấy là rất gương mẫu. Với sự tích cực trong lao động, gương mẫu trong đời sống, đoàn kết tình làng nghĩa xóm, ông Phạm Văn Lịch, cựu chiến binh xã Xuân Tây, trở thành tấm gương điển hình trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu ở huyện Cẩm Mỹ giai đoạn 2014-2019. Kính thưa quý vị, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, nước mắm và nghề làm nước mắm gắn bó với người dân địa phương từ những ngày đầu lập địa và đến tận bây giờ vẫn là một trong những nghề thủ công lâu đời nhất tại đây. Một thời nhờ kỹ nghệ làm nước mắm phát đạt mà đời sống người dân no đủ. Một nghề không cần có máy móc gì nhưng đòi hỏi phải nhiều kinh nghiệm mới sản xuất được nước mắm thơm ngon. Giờ đây khi đến Phan Thiết, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu về lịch sử 300 năm của nước mắm Phan Thiết khi ghé thăm bảo tàng làng chài xưa. Trong một điểm đến kỳ này, mời quý vị cùng tham quan địa chỉ thú vị này nhé. Nằm ngay cửa ngõ vào thủ đô resort Hàm Tiến Mũi Né và cách trung tâm thành phố Phan Thiết chỉ khoảng 7 km, bảo tàng làng chài xưa đang là một trong những địa điểm tham quan yêu thích của nhiều du khách khi đến Bình Thuận. Với diện tích gần 2.000 m2, bảo tàng được chia thành 14 không gian, tái hiện 300 năm làng chài Phan Thiết xưa từ thời Chăm Pa, thời Vua Nguyễn, thời Pháp thuộc và những thập niên 40-60 của thế kỷ trước. Khách tới đây đó thì đầu tiên là họ rất là ngỡ ngàng, là tại vì là họ chưa có biết là nước mắm nó làm ra làm sao cả. Dạ, nhưng mà từ ngỡ ngàng đó là họ đi tới là họ thấy cảm thấy rất là thú vị và thích thú. Tại vì không chỉ là cái cách trưng bày trong bảo tàng mà còn cho họ cái cảm nhận như là họ đang được sống trong cái khoảng thời kỳ mà làng chài Mũi Né cách đây 300 năm trước. Và đây cũng là một cái chương trình điểm tham quan du lịch rất là mới mẻ. Ngày nay với hàng trăm khu nghỉ dưỡng hiện đại, khó có thể tưởng tượng xứ Phàn thời Pháp những năm 30-40 với những đồng muối cao ngất, làng rạng rợp bóng dừa xanh hay một phố cổ Phan Thiết bình dị. Tất cả những điều du khách đến tham quan, chìm đắm trong không gian đời sống dân chài xưa nói riêng và người dân Phan Thiết nói chung. Ngược dòng thời gian hơn 300 năm trước, quy trình làm nước mắm truyền thống được tái hiện một cách sinh động. Du khách đến đây có thể nhập vai làm dân chài, làm muối, khám phá cách người dân làng chài phát hiện ra nước mắm từ việc ướp giữ cá hay tìm hiểu nước mắm rin ngày xưa, loại nước mắm nguyên chất kéo rút trực tiếp từ thùng lều gỗ ủ chịp kiểu chín chậm. Đây là loại nước mắm được người dân làng chài xưa ở Phan Thiết gọi là nước mắm tỉnh. Xưa giờ thì mình cũng có nhà thì xài nước mắm, mà cứ cũng không nghĩ là làm được ra một chai nước mắm thì nó phải qua nhiều cái công đoạn cầu kỳ như thế này. Thì hôm nay là mình đi tham quan mình thấy như vậy, mình mới hiểu thêm về cái công nghệ làm nước mắm. Ngoài ra du khách còn được học cách cận nước mắm, một cách xác định nước mắm ngon của người xưa dựa vào màu, mùi, vị dưới ánh sáng. Và không lời quảng bá nào chính xác bằng việc nếm thử loại nước mắm truyền thống có độ đạm cao, tạo cảm giác tê tê ở đầu lưỡi, nhưng thơm nồng và có hậu vị ngọt nơi cuốn họng.
Dù được đưa vào hoạt động chưa lâu, Bảo tàng làng chài xưa được đánh giá là sản phẩm du lịch có chiều sâu và là một trong những điểm nhấn góp phần quảng bá du lịch Bình Thuận. Bảo tàng vừa góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, vừa khuyến khích các làng nghề phát triển, tạo không gian phù hợp cho du khách yêu thích tìm hiểu về lịch sử văn hóa địa phương. Thưa quý vị, những hình ảnh trong một điểm đến tại Bình Thuận đã khép lại chương trình Kết nối Đông Nam Bộ tuần thứ 3 của tháng 8 năm 2019 do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương kết hợp các đài bạn thực hiện. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những điểm đến thú vị cùng những thông tin nổi bật của khu vực Đông Nam Bộ được chúng tôi giới thiệu trong chương trình Kết nối Đông Nam Bộ phát sóng định kỳ vào Chủ nhật hàng tuần trên kênh các sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Tây Ninh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.